Với sự quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, đến nay, huyện Khoái Châu đã cơ bản hoàn thành phần giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách. Năm 2023, huyện Khoái Châu được giao kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh là hơn 88 tỷ đồng cho 6 công trình, trong đó có 2 công trình chuyển tiếp và 4 công trình khởi công mới. Tính đến ngày 11 tháng 12, địa phương đã thực hiện được hơn 87 tỷ đồng, đạt hơn 99% kế hoạch. Được biết, tổng các nguồn vốn đầu tư công cả năm của huyện Khoái Châu là hơn 300 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã giải ngân được hơn 240 tỷ đồng, đạt hơn 80% kế hoạch. Địa phương đang quyết liệt tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho đơn vị thi công, đồng thời tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình để nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu, lập quyết toán công trình hoàn thành theo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành tối thiểu 95% kế hoạch đầu tư công năm 2023 trở lên.